tình trạng xe dừng đỗ đón khách sai quy định dọc các tuyến đường cửa ngõ thành phố Hà Nội và gần khu vực các bến xe khách là vấn đề đã nhắc từ rất lâu. Thực trạng này không chỉ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông mà còn gây nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào mỗi giờ cao điểm. Nhiều chiến dịch từ nhỏ đến lớn đã được lực lượng chức năng triển khai nhưng không rõ vì lý do gì mà đâu vẫn vào đó, diễn biến vi phạm dường như ngày càng phức tạp hơn. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Đường Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. Mặc dù không có điểm đón trả khách, nhưng vi phạm vẫn cứ diễn ra hàng ngày. Còn trên đường Giải Phóng, tình trạng hành khách đứng dọc đường đón xe khách cũng là rất phổ biến. Hiện tượng xe khách dừng đón khách được cho là phức tạp nhất là trên đường Phạm Hùng, ngay trước khu vực bến xe khách Mỹ Đình. Phổ biến là các xe khách nháy đèn, chạy rùa bò đón khách dọc đường. Đáng chú ý, lợi dụng khu vực trước bến xe khách Mỹ Đình có hệ thống đèn hiệu giao thông, khá nhiều phương tiện đã tranh thủ vượt khách. Trên cái trục đường Phạm Hùng này có một cái chốt đèn đỏ ở Phạm Hùng Tân Thuận Thiết. Thì vì cái lượng tham gia giao thông nhiều, cho nên là khi mà xe mà chuẩn bị đến đèn đỏ thì lái xe hay mở cửa xe đón khách. Và đội cũng đã tăng cường phối hợp với các cái lực lượng chức năng tăng cường tuần tra xử lý và đến thời điểm này thì phải nói rằng cũng đã giảm được nhiều. Đội thanh tra giao thông vận tải thuộc thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định hiện tượng xe khách dừng đỗ đón khách diễn biến khá phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là do phương tiện xuất bến vẫn còn ghế trống. Điều này dẫn tới lưu thông ra ngoài đường, các nhà xe đã tranh thủ vượt khách để tăng doanh thu. Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm nay, đội đã phát hiện xử phạt hơn 1.000 trường hợp dừng đỗ đón khách sai quy định. Cái mức độ vi phạm thì nó cũng đã giảm, mà giảm hẳn. Tuy nhiên thì trong với cái lực lượng thanh tra chúng tôi thì trong cái lực lượng kiểm tra và xử lý thì nó vẫn còn có do cái yếu tố khách quan, lực lượng còn mỏng, còn chưa bố trí được đủ 24/24 giờ để thường xuyên tuần tra kiểm soát. Nên là những cái lúc mà có lực lượng thanh tra tuần tra kiểm soát thì cái vi phạm nó sẽ không còn. Nhưng mà khi anh em tôi vắng mặt một cái là cái hiện tượng vi phạm nó lại bắt đầu tái diễn. Liên quan tới hiện tượng rùa bò tại các ngã ba, ngã tư gây ùn tắc giao thông, lực lượng thanh tra giao thông vận tải cho rằng rất khó xử phạt. Chỉ khi phương tiện có hành vi dừng đón trả khách mới có thể xử phạt. Và để bắt được quả tang cũng rất là khó. Bên cạnh đó, lực lượng này cũng cho biết hiện tượng trên sở dĩ vẫn tồn tại cũng là do nhiều hành khách không vào bến mua vé. Hiện nay thì dân ta thì vẫn là tiện, là cũng chỉ muốn ra đường đứng ở đó để chờ xe đi qua vẫy đi. Nên là cái hiện tượng đón trả khách thì nó mới diễn ra được. Cái dân cứ vào bến mua vé thì nó sẽ đương nhiên là cái hiện tượng đón trả khách ở ngoài nó sẽ không còn. Hành khách mà vào trong bến xe mà mua vé lên xe thì nhất phải chủ động được cái thời gian đón của mình. Thứ hai nữa là không tránh cái tình trạng là xảy ra những cái tai nạn đáng tiếc và góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Xe khách chạy sai luồng tuyến, dừng đỗ đón khách không đúng nơi quy định, hiện đang tạo ra một cuộc cạnh tranh không công bằng giữa các doanh nghiệp vận tải hành khách. Doanh nghiệp chấp hành đúng quy định thì vắng khách, doanh nghiệp vi phạm thì luôn có đất sống. Giải pháp xử phạt hiện cũng chỉ là một hình thức mang tính răn đe. Về lâu dài, phải cần có những biện pháp mang tính quyết liệt, triệt để hơn.